Thưa quý vị, những ngày gần đây, trên mạng xã hội đã lan truyền rất nhiều về hình ảnh của chiếc cầu đi bộ trên không, ngay bờ sông Dàm Cỏ Tây thuộc phường 6 thành phố Tân An. Ngay lập tức, điểm check-in mới nổi này đã thu hút đông đảo giới trẻ đến tham quan và chụp ảnh lưu niệm. Cầu đi bộ trên không này là một phần trong khuôn viên của khu đô thị Trần Anh, phường 6 thành phố Tân An. Cầu được xây theo hình zigzag dài khoảng 100m, rộng 2m, độ cao nhất ở giữa cầu là 4,6m. Công trình đưa vào sử dụng khoảng hơn một tuần nay với mức đầu tư khoảng 1,7 tỷ đồng. Ngoài sắc vàng nổi bật, điểm nhấn của chiếc cầu này là hàng ngàn bóng đèn LED lung linh được thắp sáng vào mỗi tối, tạo nên khung cảnh đầy màu sắc, thu hút đông đảo người dân trong tỉnh đến tham quan. Dạ, tự em chạy taxi, em chạy ngang em thấy nè, rồi là đăng trên mạng nữa. Thấy nó đẹp nên rủ mấy bạn trên Tân Thạnh xuống đây tham quan, đi vòng vòng chụp hình. Như gần tới Giáng sinh vậy, có chỗ vui chơi chụp hình với em với giới trẻ rất là thích, vui. Không những thu hút giới trẻ, cầu vàng này còn là điểm đến của nhiều em nhỏ được phụ huynh dẫn đến đây vui chơi và lưu lại những khoảnh khắc tươi đẹp giữa tiết trời se lạnh của những ngày Giáng sinh đang về. Thấy mọi người trên mạng thì đăng check in ở đây nè, cho nên cũng dẫn con đi ra đây thử. Mình thấy là không khí rất là đẹp và mấy đứa nhỏ rất là thích ra đây chụp hình. Gần tới thì thấy cái địa điểm check in như thế này cũng rất là hay, rất là vui. Vui chơi nhưng vẫn không quên phòng dịch Covid-19 là tâm lý chung của nhiều người khi đến đây. Do đó khẩu trang luôn là vật bất ly thân với mọi người khi tham quan chiếc cầu vàng. Thì đi chỗ mà đông người thì em đeo khẩu trang, còn chừng nào tới khi chụp hình mới gỡ ha, để cho an toàn mình với cộng đồng. Guồng quay cuộc sống của những ngày cuối năm khiến chúng ta luôn tất bật với công việc, thì việc tìm đến những địa điểm như thế này cũng là cách để mọi người giảm bớt mọi ưu phiền, lo toan trong cuộc sống. Thay vào đó là nụ cười, là niềm vui để bắt đầu cho một ngày mai tràn đầy năng lượng.